bay như thế nào, thì cảm xúc của Linh như thế nào hay sao? Cá nhân em thì em rất là enjoy cái expo này. Đây là lần đầu tiên em tham gia expo. Và em đi một thời gian cũng khá là dài, 5 tháng. Bây giờ gần về rồi, nên là chính là những cảm xúc đang xe lẫn lộn nhưng mà rất là vui. Cảm ơn. Có cái thời gian ở đây mà vẫn chưa muốn về đâu. Em thấy mọi người cảm nhận như thế nào về âm nhạc của Việt Nam của mình? Khán giả ở đây sau trong cái vòng 5 tháng em làm việc thì rất là khán giả ở đây rất là thích, vì nhà của mình, tức là cá nhân em là đã đi hết tất cả các nhà ở đây rồi, và mỗi nhà phải vài lượt rồi á. Đó thì em đánh giá nhà Việt Nam mình có âm nhạc quá là tuyệt vời, và khán giả rất là thích cái nhạc cụ dân tộc của mình, có cả dối nước nữa. Hồi nãy chị thấy đôi nước rất là đẹp, rất là cảm ơn đoàn Việt Nam mình đã qua bao nhiêu tháng nay giờ để có thể giới thiệu cho bạn bè thế giới về âm nhạc văn hóa Việt Nam. Của các thầy cô đến từ học viện nhạc quốc gia Việt Nam với điều rất là cố gắng, và vừa cố gắng và vừa enjoy Dubai life. Cảm ơn Linh rất là nhiều.